Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện truyền nhân Phái Màu Sơn, quyển số 6, quyển cuối cùng của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. đoàn dương vội vã cảm tạ sau đó anh ta bước tới hai người bắt đầu ngồi uống rượu với nhau đừng tưởng rằng người ta là ăn mày thì không có gì người này có đầy đủ cả rượu và thịt lại thêm đoàn dương cả một ngày đã không được ăn uống gì cho nên anh ta ăn uống rất vui vẻ hai người liên tục cạn ly sau ba tuần rượu thì bắt đầu gọi nhau là huynh đệ khi đoàn dương hỏi đến tên tuổi của người kia tại sao ban đêm lại tá túc trong ngôi miếu hoàng đổ nát này Người kia tự xưng mình tên là Lý Hân Ông ta đã ở trong ngôi miếu này hơn 100 năm Khi đó đoàn dương đã chết choáng say Anh ta chỉ cười cho rằng đối phương đang nói đùa Bởi vì cái người tự xưng là Lý Hân này Nhiều nhất cũng chỉ có 40 tuổi Lấy đâu ra 100 tuổi chứ Lý Hân hỏi đoàn dương tại sao Lại bị người ta đánh cho thê thảm như vậy Đoàn dương thở dài rồi đem chuyện đam mê cờ bạc đến mức khuynh ra bại sản để kể lại cho Lý Hân nghe. Anh ta nói rằng bản thân thiếu nợ của người ta, không có tiền trả cho nên bị đánh cho thê thảm đến như vậy. Nói đến đây thì khuôn mặt của Đoàn Dương tỏ ra vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, trong người đã có hơi rượu, anh ta đem toàn bộ nỗi cực cực của mình kể lại cho Lý Hân nghe. Đến lúc này người tự xưng là Lý Hân kia mới vỗ vai của anh ta mà nói: "Lão đệ không cần phải đau khổ, còn thua bạc ư, ngày sau lấy lại là được." Đoàn dương nghe vậy thì thở dài Anh ta nói rằng hiện tại trong người chẳng có lấy một xu Vận khí lại đang đen Làm sao có ngày mở mà mày mở mặt lên được Lý Hân cười đáp Điều này thì có gì là khó Ta sẽ cho lão đệ vay tiền để làm lại cuộc đời Đoàn dương nghe vậy thì cũng vô cùng kinh hỉ. Anh ta lập tức đổi buồn thành vui Nhưng sau đó lại lắc đầu cười khổ mà đáp có tiền cũng khó Vận khí của tiểu đệ đang rất đen đổi Cơ bản là không thể chắc chắn Lý Hân liền nói Huynh sẽ truyền cho lão đệ một câu chú ngữ Khi mà lão đệ đặt tiền chỉ cần niệm đến tên của ta Khi đó lão đệ đánh bao nhiêu sẽ thắng bấy nhiêu Lo gì mà không thắng Đoàn Dương tỏ ý không tin Anh ta chỉ cho rằng người kia đang nói đùa để cho anh ta vui Thế đoàn Dương tỏ ra không tin Thì ông ta liền lấy ra một bộ bài sau đó bảo đoàn dương chơi thử trước mặt của ông ta đoàn dương cảm thấy lý hân không có vẻ như đùa thế nên anh ta đã nhặt lấy một lá bài sau đó làm theo đúng cách mà lý hân đã dạy sau đó anh ta niệm tên của lý hân tiếp đến anh ta niệm ba cây át sau khi đã niệm xong anh ta rút từ trong bộ bài ra ba cây quả nhiên đúng là ba cây át đây chính là ba cây bài to nhất tuy rằng trong đầu của anh ta rất nghi hoặc anh ta chỉ cho rằng mình gặp may mà thôi thế nên anh ta lại thử thêm mấy lần nữa kết quả lần nào anh ta cũng rút được ba lá bài to nhất không hề sai lần nào đến lúc này đoàn dương mới hiểu ra hóa ra trên thế gian thực sự có loại thần chú này khi đó đoàn dương đã mừng đến phát cuồng biết rằng mình thực sự sắp phát tài muốn có lá bài nào đều cũng được như ý chẳng phải là những lần sau anh ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi đó đoàn dương đã không ngừng cảm kích người kia lý hân để nói lão đệ xem ta đâu có lừa lão đệ ngày mai lão đệ hãy đem theo đúng cách mà ta dạy để đi đánh bạc đảm bảo lão đệ sẽ không bị lỗ vốn đoàn dương kích động gọi lý hân là ân nhân đồng thời nói ông ta giúp như vậy ngày sau biết lấy gì để báo đáp lý hân nói hàng ngày lão đệ kiếm được tiền chỉ cần mua rượu thịt mang đến đây cho ta đoàn dương nghe điều kiện đơn giản như vậy anh ta lập tức phát thể sẽ không bao giờ quên nhất định hàng ngày sẽ mang rượu thịt đến sau đó hai người lại tiếp tục ngồi uống rượu đoàn dương uống đến mức say bất tỉnh nhân sự khi anh ta tỉnh dậy thì đó cũng là giữa trưa của ngày hôm sau quay đầu nhìn lại anh ta phát hiện ra người tên là lý hân đã uống rượu tối qua không còn thấy nữa thế rằng không nhìn thấy lý hân đâu nhưng ông ta đã để lại cho đoàn dương một đĩnh vàng đỉnh vàng này được đặt đúng nơi đêm hôm qua lý hân đã ngồi đoàn dương biết đỉnh vàng này là do lý hân để lại cho anh ta làm vốn thế nên anh ta cầm theo đỉnh vàng rồi rời khỏi ngôi miếu hoang tàn sau đó trở lại thành phố đoàn dương lao đầu vào trong các sới bạc lại nói đoàn dương nhận được một đỉnh vàng làm vốn căn cứ theo lời dạy của lý hân anh ta đánh bạc suốt cả một ngày đúng thật mỗi lần anh ta đặt cuộc đều giành được phần thắng gần như anh ta chưa một lần thua điều này khiến cho anh ta vô cùng vui sướng cho mãi tới khi trời tối đoàn dương mới từ trong sới bạc chui ra hôm nay anh ta đã trả hết toàn bộ số tiền với nặng lãi vẫn còn thừa lại rất nhiều tiền nhớ tới lời hứa với lý hân anh ta phải đi cảm ơn ông ta mới được thế là buổi tối ngày hôm đó anh ta mang theo rượu thịt đến khu rừng hôm trước Thế ngôi miếu đổ nát đó vừa mới bước đến nơi quả nhiên lý hân đã ngồi ở trong đó anh ta bước vào bên trong cầm lấy tay của lý hân không ngừng cảm kích nói là ngày hôm nay không uổng cho câu chú ngữ mà ông ta truyền dạy chỉ trong một ngày anh ta đã kiếm được mấy vạn đồng thời đã trả hết số nợ trước đó lý hân vẫn giống như ngày hôm trước ông ta cười và nói lão đệ nói xem đánh bạc mà thu một hồi cũng không cần phải lo lắng chỉ cần niệm chú ngữ là lại thu về được ngay Đoàn Dương liên tục gật đầu, lúc này anh ta đã coi Lý Hân như là ân nhân của mình. Anh ta bày ra rượu thịt, tiếp theo hai người lại ngồi chén chú chén anh đến say mềm. Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng không còn trông thấy bóng dáng của Lý Hân đầu nữa. Tuy rằng đoàn Dương cảm thấy rất kỳ quái nhưng mà anh ta cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tiếp theo anh ta lại lao đầu vào giới bạc. Sau khi đã kiếm được rất nhiều tiền, anh ta lại mua rượu thịt mang tới ngôi miếu hoàng cùng Lý Hận uống rượu. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, chỉ trong vòng nửa năm trời, đoàn dương đã được tôn xưng là vua cờ bạc. Anh ta thắng bạc liên tục, chưa khi nào bị thua. Cũng trong vòng nửa năm ngắn ngồi này, từ một kẻ đi vay nặng lãi không có tiền trả, bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Một kẻ khuynh ra bại sản khố sách áo ôm, chỉ sau nửa năm đã trở thành một hào phú, chỉ dựa vào cờ bạc mà có được gia sản trăm vạn nửa năm cứ như vậy trôi qua đoàn dương trở nên giàu có anh ta lấy vợ và sinh được một đứa con trai có một câu nói phát tài gặp người tốt đen đồi gặp tiểu nhân cũng có thể là do đoàn dương đã cùng mệnh cho nên anh ta đã bị kẻ tiểu nhân chú ý tới lại nói trong số bạn bè thường ngày anh ta giao lưu có một kẻ vô lại tên là lưu tử Liêu Tử vốn trước đây là bạn đầu đường xó chợ với đoàn dương. Ngay ngày đi theo đoàn dương ăn uống nịnh vợ. Sau khi đoàn dương bị khuynh ra bại sản, anh ta liền trốn biệt. Không những không chia tay giúp đỡ đoàn dương trong lúc khó khăn, ngược lại còn coi đoàn dương là kẻ bỏ đi, thậm chí còn hay mắng trời làm nhục đoàn dương nữa. Lưu Tử thấy đoàn dương lại trở thành kẻ lắm của nhiều tiền, hắn ta bắt đầu lên la thân cận nhưng mà đoàn dương biết hắn ta là kẻ tiểu nhân cho nên đã mắng chửi lưu tử một hồi rồi đuổi hắn đi lưu tử tức lắm mà không làm được gì vì đoàn dương là kẻ có tiền không phải là người hắn có thể đắc tội có điều lưu tử cũng cảm thấy rất quái lạ đoàn dương lúc trước là một kẻ khuynh ra bại sản tại sao trong chớp mắt lại trở nên giàu có đây hắn ta cho rằng nhất định đoàn dương đã làm điều gì đó vi phạm pháp luật cho nên mới có được tiền đi đánh bạc Thế là ngày hôm sau hắn theo dõi đoàn dương. Hắn ta muốn biết được đoàn dương này đã làm gì. Chỉ cần phát hiện ra đoàn dương làm điều gì đó trái pháp luật. Chẳng hạn như là buôn bán ma túy, hắn ta sẽ lập tức báo tin cho cảnh sát. Khiến cho đoàn dương vĩnh viễn không bao giờ còn ngóc đầu lên được. Nhưng mà theo dõi suốt cả một thời gian dài, Liêu Tử cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì đoàn dương cả ngày vùi đầu vào trong sới bạc không làm bất cứ việc gì. Buổi tối sau khi rời khỏi sới bạc, đoàn dương lại mua rượu thịt rồi mang về trong khu rừng ở bên ngoài thị trấn. Suốt một thời gian dài theo dõi, liêu tử đều thấy đoàn dương mang rượu thịt vào khu rừng đó. Sau đó hắn ta đến vào một ngôi miếu đổ nát, đến mãi sáng ngày hôm sau mới quay trở ra. Trong suốt thời gian đó thì Lưu Nhị không hề nhìn thấy người thứ hai bước vào trong miếu. Lưu Tử càng thêm nghi hoặc bởi vì hàng đêm không thấy đoàn dương quay trở về nhà đêm nào cũng ngủ lại trong miếu càng nghĩ lưu tử càng cảm thấy hiếu kỳ có một buổi tối lưu tử bám theo đoàn dương tới ngôi miếu đổ nát anh ta ghé mắt qua cửa sổ để quan sát không nhìn thì còn đỡ vừa nhìn thấy hắn ta đã ngây người chỉ thấy đoàn dương một mình ngồi trong miếu trên một mảnh gỗ được kê làm bàn ăn tạm hai chén rượu hai cây bát và hai đôi đũa còn đoàn dương thì không ngừng cười nói lúc thì rót rượu lúc thì mời cạn chén giống như phía trước đoàn dương đã có người ngồi vậy Đúng lúc lưu tử còn đang kinh ngạc thì một màn kinh sợ đã phát sinh hắn ta nhìn thấy chén rượu ở trước mắt đoàn dương tự bay lên giống như có một người vô tình cầm chén rượu lên vậy liều tử đã bị dọa cho sợ thoạt đầu hắn ta còn tưởng là mình hoa mắt hắn ta vội vàng dụi mắt rồi quan sát nhưng định thần nhìn lại thì ôi cha mẹ ơi phía trước mặt của đoàn dương quả thật không hề có người vậy mà chén rượu vẫn cứ không ngừng tự bay lên không trung ngay cả đôi đũa cũng tự động dựng nên đây chẳng phải là gặp quỷ rồi sao liêu tử sợ đến mức toàn thân run lên bần bật khắp người nổ hết cả da gà suýt nữa thì kêu lên thành tiếng làm sao hắn ta không nhận ra trong ngôi miếu đổ nát này nhất định có quỷ ngay sau đó liêu tử vội vã rời đi lại nói liêu tử cắm đầu cắm cổ chạy khỏi khu rừng anh ta chạy một hồi nhưng mãi không ra được Đúng lúc đó lưu tử thấy một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Lúc đó cũng đã rất muộn, nhưng mà người ở trong ngôi nhà đó vẫn chưa đi ngủ. Lưu tử sợ hãi liền chạy vào căn nhà đó. Anh ta muốn mua một chiếc đèn pin để tìm đường ra khỏi khu rừng. Lưu tử nhìn thấy bên trong nhà có một ông lão, thì điều bộ hoảng hốt của lưu tử ông lão liền hỏi. Chàng thanh niên sao lại hốt hoảng như vậy? Phải chăng cậu mới chạy từ trong ngôi miếu đổ nát trong rừng tới đây? Lão tử nghe thấy vậy thì vội vã gật đầu Nói là vào trong miếu tìm một người bạn Kết quả là tìm thấy người bạn đang ngồi trong đó cười nói một mình Nhưng mà bên trong miếu lại không có ai khác Cho nên anh ta mới sợ hãi chạy đến đây Do vì đường tối cho nên mới đến đây mượn đèn pin để xoay đường Đồng thời anh ta sẽ trả tiền Ông lão lúc này liền đáp Ngôi miếu đó đã bỏ phí mất mấy chục năm Làm gì có người Xem ra bạn của cậu đã gặp phải quỷ hồn rồi Cậu phải nhắc nhở cậu bạn mới được Nói xong ông lão đi vào trong nhà Lấy một chiếc đèn pin đưa cho Lưu Tử Nhưng ông lão cũng không lấy tiền Sau khi nghe ông lão nói vậy Lưu Tử càng tỏ ra kinh sợ Hắn ta cầm lấy chiếc đèn pin xoay đường Rồi chạy một mạch khỏi khu rừng về nhà Sáng hôm sau Lưu Tử gặp lại đoàn dương Hắn ta nói với đoàn dương Đoàn dương tôi nói cho anh biết một chuyện này Nếu như có thể cứu mạng của anh Anh sẽ trả công tôi trước vốn dĩ đoàn dương đã định đuổi hắn đi nhưng lưu tử lại nói có thể anh không tin nhưng mà tôi hỏi anh có phải đêm nào anh cũng tới ngôi miếu đổ nát trong rừng phía ngoài thị trấn không có phải anh nhìn thấy một người ở trong đó hàng đêm anh đều ngồi uống rượu nói chuyện với người đó đoàn dương nghe đến đây thì rất ngạc nhiên anh ta liền hỏi tại sao lưu tử lại biết lưu tử đáp không những tôi biết được điều này tôi còn biết là anh sắp mất mạng rồi đó đương nhiên là đoàn dương không hề lo lắng về tính mạng của mình nhưng mà lúc này lại nghe Lưu Tử nói Cái người mà hàng đêm anh gặp đó không phải là người Nó sẽ làm hại anh Anh thử nói xem tôi báo cho anh biết điều này Có coi như là cứu mạng của anh không Đoàn Dương cảm thấy hiếu kỳ Anh ta vội hỏi Tại sao lại nói người ở trong miếu đó không phải con người Lưu Tử đáp Nếu tôi cứu cho cậu một tính mạng Cậu sẽ trả tôi bao nhiêu tiền Đến lúc này thì đoàn dương đã có chút sợ hãi Kỳ thật anh ta cũng cảm thấy rất kỳ quái bởi vì anh ta đã chỉ thấy lý hân xuất hiện vào ban đêm còn ban ngày lại không nhìn thấy đâu nữa cả hơn nữa mỗi khi đánh bạc chỉ cần gọi tên của lý hân là lập tức thắng đây không phải là sự việc mà một người bình thường có thể làm nổi hiện tại lưu từ lại nói đó không phải là người bảo anh ta làm sao mà không sợ cho nổi cho nên đoàn dương vội nói chỉ cần hắn ta cứu mạng đoàn dương sẽ không để cho hắn ta chịu thiệt Liêu tử thấy đoàn dương đã đồng ý trả tiền của mình Thế là hắn liền đem mọi chuyện kể lại cho đoàn dương nghe Hắn ta còn nói người mà đoàn dương gặp trong miếu chính là một con quỷ Nếu không tin có thể đi hỏi ông lão ở ngay ngôi nhà chỗ bìa rừng Ông lão đã nói ngôi miếu đó đã hoang phế mấy chục năm Làm gì có người nào ở trong đó Đoàn dương nghe vậy thì giật mình kinh sợ Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng xung quanh ngôi miếu đó là một nghĩa địa hoang vốn dĩ đã quá đủ để khiến cho người ta sợ hãi lại thêm lý hân nói rằng ông ta đã ở trong ngôi miếu đó hơn một trăm năm rồi chẳng lẽ đó không phải là ông ta nói đùa hay sao trong lòng của đoàn dương bán tín bán nghi sau cùng anh ta đã nghe theo lời của lưu tử anh ta chạy đến ngôi nhà chú Bì rừng để hỏi thăm ông lão để hỏi thăm về ngôi miếu đổ nát đó ông lão nghe đoàn dương nói rõ mục đích đương nhiên ông ta biết đoàn dương chính là người hàng đêm đi tới ngôi miếu đó thế nên thì ông lão mới nói với đoàn dương ngôi miếu đó đã bị bỏ hoang từ mấy chục năm trước thời kỳ trước giải phóng có rất nhiều người chết ở đó do vì ngôi miếu có rất ít người tới đó cho nên họ đem chôn những người chết ở xung quanh ngôi miếu do vậy từ đó không còn ai tới ngôi miếu đó nữa những nấm mộ đã trở thành những ngôi mộ vô chủ. Âu Lão còn nói với Đoàn Dương, sau khi những nấm mộ ở đó trở thành vô chủ, thì ở nơi đó bắt đầu đã có nao quỷ. Hàng đêm xung quanh ngôi miếu đèn đuốc sáng trưng, có lúc còn trông thấy rất nhiều bóng quỷ đi lại nói cười rất náo nhiệt. Việc nao quỷ ở đó không phải là chỉ trong một thời gian ngắn, mà nó đã kéo dài mấy chục năm tất cả những người dân sống quanh vùng đều biết được chuyện này cho nên buổi tối không ai dám ra ngoài cả thậm chí là cả ban ngày người ta cũng không dám ra đó để hái củi nói khó nghe một chút cho dù ăn mày thì cũng thà ngủ dưới gầm cầu không ai dám tới ngồi biếu đó nghe đến đây thì lưng áo của đoàn dương đã ướt đẫm cả mồ hôi anh ta biết rằng chính xác là mình đã gặp quỷ Ông lão nói đến đây thì nhắc nhẹ. Chàng thanh niên, cậu nói trong miếu có một người hàng đêm ngồi uống rượu với cậu. Đã không phải là con người, nhất định đó là do một con quỷ biến hóa thành. Cậu hãy mau trở về nhà, đừng có vào ngôi miếu đó nữa. Nếu không sẽ bị con quỷ đó câu mất hồn phách. Đến lúc đó cậu muốn hối cũng đã muộn rồi. Đoàn dương run rẩy đắt tạ, sau đó anh ta quay trở về nhà, suốt cả ngày hôm đó đoàn dương như là người bị mất hồn trời vừa tối trong lòng của anh ta rối bời bởi vì anh ta không biết mình có nên đi tới ngôi miếu đó nữa hay không nếu đi vạn nhất lý hân cũng đứng cùng với một con quỷ thì sao nhưng nếu không đi nhất định ông ta sẽ tức giận sau đó ông ta sẽ tìm đến nhà thì sao nghĩ đi nghĩ lại đoàn dương đã quyết định nửa đêm hôm đó đoàn dương lại tới ngôi miếu đó một lần nữa cứ coi như Lý Hân là quỷ hồn, bởi vì Lý Hân không hề có ý hãm hại anh ta, thậm chí còn giúp anh ta thắng bạc kiếm được một khoản tiền khổng lồ đó hay sao? Chỉ cần nói rõ ràng với Lý Hân, nếu như ông ta thực sự là một con quỷ, như vậy thì cũng dễ xử lý, tránh để ngày sau ông ta tìm tới nhà của mình. Đã quyết định như vậy, đoàn dương mang theo một ít rượu thịt bước ra ngoài cửa, một lần nữa đi tới ngồi miếu hoàng. Trên đường tới ngôi miếu hoang thì đoàn dương càng nghĩ càng thêm sợ hãi. dọc đường anh ta ghé vào nhà của một âm dương sư để gõ cửa mua một, một đạo linh phủ. Vị âm dương sư đó nói với anh ta, nếu như dán đạo chạm quỷ phù vào lưng của con quỷ, con quỷ đó sẽ bị hồn phi phách tán, khi đó không còn phải lo lắng gì nữa. Cầm theo đạo phù triện mà vị âm dương sư kia đã đưa cho, đoàn dương có vẻ vững tin hơn, anh ta bước nhanh về phía ngôi miếu. Xung quanh môi miếu là những nấm mồ hoang vô chủ, những tán cây rậm rạp che phủ. Dây dạ ánh trăng chiếu qua những tán lá xuống những nấm mộ, những ngôi mộ như là trao đảo rung rinh, nó khiến cho không khí ở nơi đây càng thêm gây sợ. Đoàn Dương đã được cho ông lão cho biết nơi đây đã nào quỷ mấy chục năm, lẽ nào Đoàn Dương không sợ. Lấy hết can đảm Đoàn Dương bước luồn lách qua những ngôi mộ tiến vào bên trong ngôi miếu, bên trong ngồi miếu như thường lệ vẫn sáng ánh đèn một người đàn ông đang ngồi ở trong đó đây chẳng phải lý hân thì còn ai nữa một lần nữa đoàn dương lại gặp lại lý hân đương nhiên anh ta cảm thấy lo sợ anh ta đứng mãi ở ngoài cửa không dám bước vào lý hân thấy anh ta đã đến ông ta hỏi đoàn dương tại sao hôm nay lại đến muộn như vậy đoàn dương ấp úng một hồi sau đó lấy hết can đảm ông ta hỏi ông là ai Lý Hân tỏ ra ngạc nhiên ông ta đáp Ta là Lý Hân cậu là huynh đệ của ta Chẳng lẽ ngay cả tôi mà cậu cũng không nhận ra sao Đoàn Dương nghe thấy như vậy thì kinh hoàng lên tiếng Tại sao ông lại lừa tôi Rõ ràng ông là quỷ còn nói huynh đệ của tôi nữa Lý Hân đột nhiên cười lớn rồi nói Ta đâu có dối lừa cậu Tôi nói tôi ở đây hơn 100 năm rồi là do cậu không tin lúc này đoàn dương nhân là người vừa rơi xuống đáy vực biết rằng lưu tử và ông lão không hề nói dối anh ta rõ ràng lý hân là một con quỷ hồn nhất thời toàn thân của anh ta ướt đẫm cả mồ hôi anh ta vứt chỗ rượu thịt trên tay xuống đất rồi nói nếu ông đã là quỷ âm dương cách biệt làm sao có thể làm huynh đệ với tôi được chứ bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không mang rượu thịt đến cho ông nữa nào ngờ lý hân không chịu ông ta nói với đoàn dương Chúng ta đã ước định rồi Tôi dạy cho cậu chú ngữ đánh bạc Cậu phải mang rượu thịt đến cho tôi Bây giờ cậu định không giữ lời hay sao Đoàn dường thấy con quỷ không chịu Anh ta nghĩ rằng nếu có con quỷ hồn này tồn tại Nếu sau này nó cứ bám theo anh ta Thì biết phải làm như thế nào không bằng có đạo linh phù ở trên tay tiêu diệt nó đi là xong, tránh cho sau này khỏi rắc rối. Nghe đến đây anh ta liền bước lại gần con quỷ, Tiếp theo anh ta lấy đạo linh phù ra rồi đập vào người của nó. Nhưng lúc này con quỷ cũng đã phát hiện ra. Nó vội nhảy lùi lại rồi mở mổ mắng. Người đúng là kẻ không có lương tâm, ta có lòng tốt giúp đỡ ngươi. Không chỉ dạy cho ngươi thần chú, giúp cho ngươi lấy lại được tiền bạc, có cơ hội đổi đời. Đến nay ngươi đã phát tài rồi thì quay lại hại chết ta. Đoàn dương giật mình kinh hãi, tuy biết được rằng mình đã làm cho đối phương phẫn nộ, Đến lúc này thì Lý Hân cũng đã nói Tại thấy người đáng thương Tuy ngươi là kẻ chẳng ra gì Chỉ biết cờ bạc đàn đúng Nhưng mà lương tâm ngươi vẫn chưa hoàn toàn đánh mất Ta vốn định sau này sẽ đem số vàng bạc châu báu Trong quan tài tặng lại cho ngươi Nào ngờ ngươi lại là một kẻ vong ươn bội nghĩa như vậy Đoàn dương nghe nói trong quan tài có vàng bạc châu báu nhất thời đã động tâm. Có điều nếu đem tiền so sánh với tính mạng cho dù anh ta có tâm tham thì cũng không dám làm bừa thế cho nên là đoàn dương đã nói với con quỷ hồn không phải là tôi muốn hại ông cũng không phải là tôi vong ơn bội nghĩa thực tại là do vì ông là quỷ tôi là người đương nhiên tôi phải sợ hãi con quỷ hồn nghe xong thì thở dài mà nói ta tuy là quỷ nhưng mà ta đâu có hại ngươi hơn nữa ta còn giúp đỡ ngươi tại sao ngươi phải sợ đoàn dương liên tục lắc đầu làm sao anh ta không sợ được cơ chứ Lúc trước đã nghe ông lão nói qua Nếu ngày nào cũng ở gần quỷ Thật đầu bao giờ quỷ cũng già làm người tốt Mục đích là làm tắt đi ba ngọn dương hòa trên cơ thể của con người Một khi thời cơ đến Không chừng quỷ sẽ ra tay câu hồn đi Hơn nữa anh ta còn nghe được rất nhiều các câu chuyện Các nữ quỷ câu hồn nam giới Thật đầu đều tỏ ra rất tốt Nhưng sau cùng thì hút hết dương khí của người đó nghĩ đến đây đoàn dương không dám làm huynh đệ với con quỷ đó nữa. anh ta nói lão ca đối với tôi rất tốt đệ cũng rất hiểu nhưng mà chúng ta là âm dương đôi ngả cho nên dù lão huynh thực sự tốt với đệ đệ cũng không thể tới đây uống rượu cùng với huynh nếu có duyên thì kiếp sau chúng ta là huynh đệ tốt. con quỷ hồn liền đáp nếu người đã nói như vậy ta cũng không cứng cầu chỉ cần hôm nay người tha cho ta không dùng phù triện làm ta bị thương không làm những việc vong ân bội nghĩa chúng ta vẫn là huynh đệ sau này nếu như người không có tiền tiêu người vẫn có thể đến tìm ta trong quan tài của ta có rất nhiều vàng bạc châu báu người tha hộ mà mang đi đoàn dương nghe con quỷ hồn nói như vậy thì anh ta thực sự đã động tâm thế nên là đã vội vàng gật đầu đồng ý con quỷ hồn nói với đoàn dương Trước cửa miếu cách chừng 100 mét Có một cây hòe cổ thụ Dưới gốc cây hòe là một nấm mộ hoang Quan tài của ta nằm ở dưới đó Sau này nếu không có tiền tiêu Ngươi có thể lấy số vàng bạc trong quan tài của ta vì dùng Nói đến đây thì con quỷ thở dài rồi nói tiếp Vốn dĩ ta định bỏ ngươi mang hài cốt của ta về thờ tại trong nhà Như vậy ngươi có thể đánh bạc với bất cứ ai cũng thắng Gia tài sẽ trở nên vô cùng giàu có Thôi bỏ đi, mọi chuyện đành tùy duyên vậy. Nói xong thì con quỷ hồn quay người rời khỏi miếu, sau đó biến mất không còn thấy đầu nữa. Mọi việc đến đây đáng lẽ là phải kết thúc, quỷ hồn Lý Hân cũng đã đáp ứng không tìm đến anh ta nữa. Nhưng mà khoảng thời gian một tuần sau đó anh ta bắt đầu lại lao vào cờ bạc, có khi chẳng buồn về nhà nữa. Nhưng mà kể từ khi chia tay với quỷ hồn của Lý Hân ở trong miếu thì vận khí của đoàn dương đã không còn được như trước. Lần nào đánh bạc cũng đều bị thua. Không đầy nửa năm vừa mới trở nên giàu có được một khoảng thời gian. Đoàn dương đã thua đến khuynh ra bại sản. Ngay cả đến ngôi nhà cũng phải bán đi. Ngoài ra còn là một khoản tiền rất lớn mà không có tiền trả. Ngày nào cũng có người tới tìm anh ta để đòi nợ khiến cho cả gia đình ba người khổ hết chỗ nói. Chắc có người sẽ nói Chẳng phải khi đánh bạc anh ta có câu thần chú Mà quỷ hồn Lý Hân đã dạy cho anh ta rồi sao Kỳ thật là lần nào đánh bạc đoàn dương cũng niệm câu chú ngữ đó Nhưng mà sau khi chia tay với Lý Hân Thì câu chú đó cơ bản không còn linh nghiệm Không niệm còn tốt càng niệm lại càng đen Một lần nữa quay trở lại với cuộc sống trắng tay Trước đây thì còn đỡ, hiện tại đã thành gia thất, đã có vợ và đã có con, Đoàn Dương suốt ngày cắm đầu vào cờ bạc, đánh đến mức khuynh ra bại sản. Vợ con của đoàn Dương không chịu nổi cho nên không muốn ở cùng với anh ta nữa. Ở nhà càng ngày nghe vợ cằn nhằn chửi bới, ra ngoài thì bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi. Một lần nữa đoàn Dương lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Trong lúc tuyệt vọng đó, đoàn dương bất chợt nghĩ đến câu nói của quỷ hồn Lý Hân lần trước đã nói với hắn ta ở trong miếu hoang. Khi đó con quỷ hồn đã nói, ở trước cửa miếu chừng khoảng 100 mét có một cây hòe cổ thụ. Ở dưới gốc cây hòe có một nấm mộ hoang. Bên trong quan tài có cất đầy vàng bạc châu báu. Sau này khi mà đoàn dương hết tiền tiêu có thể đến đó để lấy tiền về dùng. Trước đây đoàn dương đã có ý định đi lấy số vàng châu báu đó về. Có điều lúc đó anh ta còn đang dùng dình tiền tiêu. Cộng thêm anh ta sợ con quỷ hồn đó cố ý lừa bịp anh ta cho nên anh ta vẫn chưa đủ can đảm để đi lấy số vàng bạc châu báu đó nhưng mà hiện tại thì đã khác hiện tại trên người của anh ta không có nổi một đồng không chỉ vợ con đã bỏ đi mà đám côn đồ cho vay nặng lãi kia không ngừng đuổi đánh có thể nói con người ta khi mà cùng đường ngay cả đạo đức liêm sỉ cũng không còn quan trọng đoàn dương ngẫm nghĩ nếu không có tiền sẽ không thể sống nổi không bằng đi đào quan tài của quỷ hồn lý hân lấy vàng bạc châu báu như vậy mới có thể sống nổi biết rằng đi đào mộ của người khác là điều không tốt nhưng mà lúc này không thể trách được anh ta bởi vì trước đây quỷ hồn của lý hân cũng đã từng nói qua cho nên dù anh ta có đào mộ của lý hân lên có lẽ lý hân cũng sẽ không trách tội anh ta hơn nữa hiện tại anh ta cũng đã cùng đường thực sự không còn biện pháp nào khác nói là làm vào một buổi tối anh ta mang theo cuốc sẻng đi ra ngoài. Anh ta mang theo một cây đèn pin rồi đi thẳng tới khu rừng nhỏ ở phía ngoài thị trấn. Tiếp theo anh ta đã tìm đến ngôi miếu đổ nát. Ngôi miếu đổ nát này giống như ngày trước còn dại mọc cao quá đầu người. Những tán cây che hết ánh sáng mặt trời khiến cho cả một vùng âm u, khiến cho cả một vùng tối tăm và âm u. Xung quanh ngôi miếu là tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ hoang dưới ánh sáng mờ nhạt những ngôi mộ mọc đầy cỏ dại trông càng thêm khủng bố lại thêm trước đây được nghe ông lão nói qua nơi đây thường hay nào quỷ ban ngày còn làm cho người ta khiếp sợ huống hồ là vào lúc nửa đêm nhưng mà đoàn dương phải đào được chỗ vàng bạc châu báu đó mang về thì mới có cơ hội đổi đời tuy rằng anh ta sợ đến mức toàn thân run lên cầm cập nhưng mà anh ta vẫn phải cố gắng bước về phía trước trên bước xuyên qua những nấm mộ dày đặc thỉnh thoảng lại nhìn thấy những góc quan tài đen sì nằm lộ ra thậm chí có những ngôi mộ đã lộ cả xương trắng ra ngoài dưới ánh trăng những mảnh xương đó càng trở nên trắng toát khiến cho đoàn dương sợ đến lạnh toát cả mồ hôi tay cầm đèn pin đoàn dương lần mò về phía trước vừa đi vừa cầu khẩn chủ nhân của ngôi mộ đừng trách phạt anh ta tiếp theo đúng như lời của quỷ hồn lý hân đã nói Cuối cùng anh ta cũng đã tìm được ngôi mộ hoang Nằm trơ trọi dưới gốc cây hòe cổ thụ Đoàn dương ngồi bệt xuống bên cạnh ngôi miếu mà thở Đoàn dương biết đây chính là ngôi mộ của Lý Hân Anh ta liền gọi tên của Lý Hân huynh đệ Nhưng mà xung quanh anh ta ngoài những tiếng côn trùng kêu lên giả dích Cùng với những trận gió đêm thổi qua vù vù Căn bản không thích quỷ hồn của Lý Hân đáp lại nhưng mà dù sao thì cũng đã đến đây Đoàn Dương cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều Anh đã chắp tay vái mấy vái rồi khấn Lý Hận Huỳnh đệ Cuộc sống của tiểu đệ dạo này khổ cực quá Cho nên tiểu đệ tới đây mượn tạm huynh một ít tiền về dùng Sau này nếu tiểu đệ làm ăn được Nhất định tiểu đệ sẽ mang trả lại cho huynh Nói xong hắn ta bắt đầu sấn tay áo rồi bắt đầu vùng quốc đảo mộ. Ngôi mộ này không hề có bia, chỉ là một nấm đất đã bị mưa nắng bào mòn, trông không còn ra hình thù gì nữa. Bên trên nấm mộ mọc đầy cỏ dài, nếu như không phải Lý Hân đã nói ở đây có nấm mộ, có lẽ tôi cũng không thể nhận ra. Nấm mộ này không cao bởi vì một góc cỗ quan tài đã lộ ra gần một nửa. Đoàn dương có thể nhận thấy có quan tài này đã rất cũ, bên trên bề mặt của quan tài còn có những vệt sơn màu đỏ nhìn vào trông rất quỷ dị. Đoàn dương trong lòng thầm nhủ, tại sao cốt quan tài này lại cổ quái đến như vậy? Ai lại còn đem sơn đỏ vẽ lên đây? Không chừng nhất định sẽ có minh đường gì đó. Có điều dù sao thì anh ta cũng đã đến nơi này rồi, nếu không mở ra xem chẳng lẽ lại bỏ vì không? Không có tiền trả cho bọn cho vay nặng lãi, không chỉ bọn chúng đánh đuổi mà ngay cả vợ anh ta cũng đã bỏ đi. Nghĩ đến đây thì đoàn dương lấy hết can đảm Dù sao thì cuộc sống của anh ta cũng đã rơi xuống cùng cực Cho dù là trong quan tài có quỷ Chẳng qua cũng chỉ là lý hận mà thôi Có gì phải đáng sợ chứ Trong đầu đã có chủ ý đoàn dương bắt đầu vung quốc lên đảo Trên trời ánh trăng chiếu xuống lạnh lẽo Xung quanh ngồi mộ thỉnh thoảng lại chốc chốc có những đám lửa ma chơi Lúc trước đám côn trùng còn kêu lên giả dích nhưng không biết từ lúc nào đám côn trùng bắt đầu ngừng bật. Cho dù đoàn dương cố lấy hết can đảm, nhưng vẫn bị cho những đám lửa ma chơi khiến anh ta đổ hết cả mồ hôi lạnh. Nơi đây vốn dĩ ban ngày cũng không có người lai vãng, hống hồ lần nửa đêm canh ba chỉ có một mình anh ta ở nơi này. Xung quanh không hề có một bóng người, chỉ có một mình anh ta đang đào mộ, bạn thử nói xem anh ta có sợ hay không. Nhưng mà sợ thì vẫn cứ sợ, còn làm thì vẫn phải làm Dù sao thì bây giờ anh ta cũng đã bắt tay vào việc đào mộ Thế nên chiếc cuốc trên tay của anh ta ngày trở nên cuốc nhanh hơn Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau thì toàn bộ nấm đất đã bị anh ta cuốc phẳng để lộ ra một cỗ quan tài đèn xỉ. Chỉ thấy cỗ quan tài này rất quỷ dị. Đoàn Dương là một người sống ở nông thôn. Ở nông thôn người ta vẫn dùng phương thức thổ táng anh ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều quan tài cho nên dù nhìn thấy quan tài anh ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên nhưng mà cỗ quan tài này lại hoàn toàn không giống với những cỗ quan tài anh ta đã nhìn thấy bởi vì tuy cỗ quan tài này sơn màu đen nhưng mà trên nắp quan tài lại được vạch lên đó những vạch sơn màu đỏ cho nên nó không hề giống những cỗ quan tài khác đoàn dương đứng tần ngần quan sát cỗ quan tài càng nhìn anh ta càng cảm thấy không đúng đặc biệt là những vết rạch ở trên màu sơn đỏ đó. Anh ta đã đếm thử, tổng cộng có 18 vạch sơn to bằng ngón tay. Nó giống như là được người ta vẽ bằng bút lông. Nhìn thoáng qua giống như cỗ quan tài đen xì này bị trói bằng 18 vạch sơn đỏ. Điều này khiến cho anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà điểm khác biệt nhất ở chỗ quan tài này không chỉ có như vậy. Ngoài 18 vạch sơn đỏ ra, thì hai bên quan tài được viết chi chít những thứ giống như những ký tự. Anh ta không hiểu những loại ký tự đó, chỉ thấy nó giống như những con nòng nọc trông vô cùng cổ quái. Lúc này toàn thân của đoàn dương lông tóc đều dựng đứng, trong lòng biết rằng có quan tài này vô cùng quái dị. Nhưng mà việc đã đến nước này thì đoàn dương đành phải cắn răng, nảy tung nắp quan tài. Nắp gỗ quan tài vừa được mở ra thì bên trong để lộ ra một cỗ thi thể. Bên trong quốc quan tài là thi thể của một người đàn ông, khuôn mặt giống như là đang còn sống, một chòm râu bạc dài đến ngực, thi thoảng khoác một bộ trường bào màu trắng. Nếu nhìn thoáng qua không khác gì một người đang nằm ngủ. Nhìn thấy thi thể này đoàn dương phải hét lên vì sợ hãi, bởi vì người trong quan tài này không phải ai xa lạ, mà đó chính là Lý Hân, người mà bấy lâu nay đã cùng uống rượu với mình. Công may là nơi đây không có người qua lại Cho dù đoàn dương cũng hét lên cũng không ai chạy tới Mà cứ cho là có người nghe thấy Có lẽ họ cũng chỉ cho là tiếng quỷ khóc Không chừng họ còn bỏ chạy xa bay Sau phút kinh sợ thì đoàn dương cũng lấy lại được tinh thần Hóa ra vừa rồi anh ta đã bị hoa mắt Bởi vì đến khi định thần lại anh ta đã nhận thấy Bên trong quan tài đó chỉ là những bộ xương trắng từ lâu đã không còn là hình dạng của con người. Anh ta tự mắng mình một câu, sau đó bắt đầu lấy lại can đảm. Sau một lần nữa anh ta bước lại chốt quan tài, tuy rằng anh ta rất sợ hãi. Có điều vì tiền tài anh ta đành phải bạo gan thò tay vào bên trong để tìm trong cỗ quan tài. Quả nhiên anh ta đắc mò thêm một thứ, cầm lên xem đây chẳng phải là một khối vàng nguyên bảo thì còn là gì nữa trong lòng của đoàn dương vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy khối vàng nguyên bảo này tất cả mọi thứ sợ hãi lúc nãy đã hoàn toàn tiêu tán đoàn dương vội vàng quỳ lạy khấu đầu mấy cái sau đó anh ta đóng nắp quan tài lại như cũ sau đó thì vui mừng cầm khối nguyên bảo trở về nhà tất cả mọi việc đều rất là thuận lợi ngày hôm sau anh ta mang khối vàng nguyên bảo đi bán sau đó lại bước vào trong sới bạc sau khi trả hết số tiền đã vay nặng lãi, mấy ngày tiếp theo anh ta lại vùi đầu vào đánh bài bạc, cuối cùng thì lại trắng tay. Hết tiền đoàn dương là một lần nữa phải mò vào trong miếu hoang để đào mộ lấy vàng. Liên tiếp liên tiếp như vậy, cuối cùng thì toàn bộ số tiền trong quan tài đã bị mất hết. Cuối cùng thì đoàn dương cũng không còn cách nào khác. Lúc này đoàn dương bỗng nhớ lại, ngày trước quỷ hồn của Lý Hân đã từng nói, chỉ cần mang hài cốt của ông ta vì thờ hàng ngày cúng phụng nhất định ông ta sẽ đảm bảo cho anh ta thắng bạc đối với những con bạc khát nước cùng cực như là đoàn dương còn điều gì không dám làm đây tham niệm trong đầu bốc lên anh ta hạ quyết tâm tuy rằng đào hài cốt người khác đem về nhà thờ phụng đây chính là sự việc vô cùng đáng sợ nhưng vì muốn thắng bạc lại tìm cho mình một cơ hội đổi đời cuối cùng đoàn dương đã bị tham dục làm cho mê muội anh ta quyết định đem hài cốt của lý hân mang về thờ phụng trong nhà của mình buổi tối ngày hôm đó một lần nữa đoàn dương lại vào trong rừng sau mọi người phát hiện nửa đêm anh ta mới mang theo đèn pin cuốc tìm đến ngôi mộ của lý hân trước tiên anh ta khấn vái một hồi nói rõ ý định của mình sau đó anh ta mới đào mộ lên một lần nữa anh ta lại nhìn tiếp bộ xương ở trong quan tài lần này thì anh ta không còn sợ hãi như những lần trước nữa bởi vì anh ta cũng đã tới đây lấy vàng nhiều lần Mỗi lần lấy vàng đều bình yên vô sự Lần này anh ta đến đây để lấy hải cốt Đương nhiên nỗi sợ hãi cũng đã vứt bỏ lại phía sau Thực ra thì nhìn thấy bộ xương người ai mà chẳng sợ Nhưng vì anh ta đã nhìn thấy nhiều lần rồi Vẫn là bộ xương bộ dạng như vậy Hơn nữa mang hải cốt của Lý Hân về thờ phụng Cũng không phải là chủ ý của anh ta Ngày trước Lý Hân cũng đã nói nếu mang hải cốt của ông ta về thờ phụng, ông ta sẽ phù hộ cho đánh đầu thắng đó, cho nên đoàn dương không còn cảm giác sợ hãi. Không những đoàn dương không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng thân thiết, anh ta vút về những mảnh xương khô trong quan tài mà nói rằng Lý Hân đại ca, nơi đây hoang tàn lạnh lẽo, để thấy huynh nằm ở nơi đây rất cô độc, không bằng để đưa huynh về nhà để hàng ngày để xét cung phụng rượu thịt thức ăn ngon cho huynh. Khấn xong anh ta bắt đầu đặt những mảnh xương vào một chiếc khăn đỏ. Vừa nhặt xương đoàn dương vừa khấn. Lý Hân đại ca, đại ca nằm ở nơi đây một mình quả là lạnh lẽo. Chúng ta là huynh đệ với nhau. Đại ca không cần về khách sáo. Nhà của đệ cũng chính là nhà của đại ca. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Cứ như vậy nửa đêm canh ba một người ngồi trước quan tài vừa nhặt xương vừa dì dầm nói chuyện có thể nói đây chính là một cảnh tượng quỷ dị nếu có người nhìn thấy được cảnh tượng lúc này nhất định sẽ bị dọa cho đến phát điên nếu không cho rằng Đoàn Dương là quỷ có lẽ người ta sẽ cho rằng Đoàn Dương đã phát điên không bao lâu sau thì Đoàn Dương đã nhặt hết chỗ xương khô đó vào trong một chiếc khăn đỏ sau khi đã buộc lại cẩn thận anh ta khoác chiếc gói đỏ lên vai rồi nói Đại ca, tiểu đệ thỉnh đại ca về nhà của tiểu đệ Trong nhà đã chuẩn bị rượu thịt đầy đủ Đến lúc đó tiểu đệ sẽ tẩy trần cho đại huynh Nói xong thì đoàn dương đeo gói vải bọc bộ hài cốt lên vai rồi trở về nhà Sau khi trở về nhà lúc này vợ con cũng đã ngủ say Đoàn dương dọn dẹp sạch sẽ thư phòng Bên trong đã bày sẵn một chiếc bàn cúng anh ta đặt bộ xương lên bàn khởi chiếc khăn đỏ để lộ ra một bộ xương người trắng hiếu trông vô cùng đáng sợ đoàn dương dọn những thứ thức ăn chuẩn bị sẵn lên bàn cúng sau đó anh ta rót vào chén bản thân của anh ta ngồi trước bàn cúng đối diện với bộ xương mà khấn lý hân đại ca chúng ta đã về nhà rồi đây là thức ăn do tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn mong đại huynh hãy hiện thân lên đây để thụ hưởng Lời khấn của đoàn dương vừa dứt thì quả thật bên cạnh bàn thờ xuất hiện một bóng người đó chính là Lý Hân. Chỉ thấy sau một thời gian dài xa cách, Lý Hân vẫn như xưa không hề thay đổi. Nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn và rượu, Lý Hân lần nhếch mép cười. Đoàn dương thấy Lý Hân đã hiện thân, anh ta mừng như điên. Anh ta còn cho rằng Lý Hân không hề lừa dối anh ta. Chỉ cần mang hài cốt của Lý Hân về thờ phụng ở trong nhà, lý hân nhất định sẽ phù hộ cho anh ta đánh bạc đánh đầu thắng đó đoàn dương vô cùng mừng rỡ liền đem toàn bộ cảnh ngộ của mình ra để kể lại cho lý hân nghe anh ta nói rằng hiện tại mình đang bị vận đen càng đánh lại càng thua đến nay mang hải cốt của lý hân về nhà để phụng thờ mong rằng lý hân sẽ giúp đỡ nếu không anh ta chỉ còn một cách là treo cổ tự sát Đoàn Dương trong lòng vô cùng kỳ vọng, quỷ hồn của Lý Hân sẽ giúp đỡ mình. Anh ta ngước mắt nhìn quỷ hồn của Lý Hân chờ đợi, nhưng mà anh ta không thể ngờ được rằng, những lời nói của quỷ hồn Lý Hân đã khiến cho anh ta giật mình kinh hãi, sắc mặt của anh ta trở nên tái mét. Quỷ hồn của Lý Hân lắc đầu cười lạnh mà nói: "Muốn ta giúp đỡ cũng được, có điều ta không muốn ăn những thứ này." Đoàn dương nghe quỷ hồn của Lý Hân đồng ý giúp mình, anh ta vui mừng như điên, liền vội vàng cảm tạ. Sau đó anh ta hỏi quỷ hồn của Lý Hân muốn ăn gì, chỉ cần anh ta có thể làm được, anh ta sẽ nhất định đáp ứng. Quỷ hồn của Lý Hân mỉm cười một cách thần bí, ông ta nói với đoàn dương. Ta muốn một thứ mà ngươi sẵn có, đó chính là máu tươi của ngươi. Đúng vậy, hiện tại quỷ hồn của Lý Hân đòi anh ta cung phụng bằng máu tươi của chính anh ta. Đoàn Dương thoạt đầu cứ nghĩ là mình nghe nhầm, anh ta giật bắn mình. Sắc mặt trắng bạch, anh ta cười khổ sở mà nói. Đại huynh muốn thứ gì cũng được, nhưng nếu là máu của đệ chẳng phải như vậy để sẽ chết. Thế nhưng quỷ hồn của Lý Hân không nghe theo lời văn cầu của anh ta. Ông ta còn uy hiếp, nếu đem máu tươi cung phụng cho ông ta, ông ta sẽ giúp cho đánh bạc toàn thắng, ngược lại ông ta sẽ khiến cho nhà phá thân vong, cả đời không thể ngóc đầu lên được. Đoàn dương nghe vậy thì suýt nữa lăn ra ngất, anh ta ngẫm nghĩ, nếu như quỷ hồn của Lý Hân không giúp đỡ mình, như vậy khoản tiền vay lãi không thể trả nổi, vợ con cũng sẽ bỏ đi. Nghe đến cảnh đám côn đồ cho vay nặng lãi vây đánh không bằng chết, dù sao thì cũng đã bước tới đường cùng, chỉ cần một tí hy vọng anh ta đời nào dám buông cho dù là đem tính mạng ra đánh cuộc cũng phải chấp nhận nghĩ đến hoàn cảnh tuyệt vọng của mình nghĩ đến mình không còn đường để lui nữa cuối cùng thì đoàn dương đành phải đáp ứng anh ta nói chỉ cần đáp ứng cho anh ta đánh bạc giành được thắng lợi hàng ngày anh ta sẽ dùng máu của mình để cung phụng quỷ hồn của lý hân tỏ ra vui mừng thế là hai bên lập ơn thế là hai bên lập lên ước định Đêm hôm đó đoàn dương cắt tay của mình lấy nửa chén máu cung phụng cho quỷ hồn của Lý Hân. Đêm đó đoàn dương không sao ngủ nổi bởi vì anh ta không thể ngờ được rằng một người trọng nghĩa khí như Lý Hân lại đòi uống máu của mình. Có điều vì quá cần tiền anh ta đành phải tạm thời đáp ứng Lý Hân. Anh ta định bụng sau khi có tiền rồi, khi đó anh ta sẽ mời một âm dương sư tới để tiêu diệt Lý Hân. Đây đúng là một viễn cảnh thì luôn luôn tươi đẹp, nhưng mà thực tế thì lại luôn tàn khốc. Còn tàn khốc đến mức độ nào các bạn từ từ sẽ nghe tôi kể cho nghe. Ngày đêm hôm đó thì đoàn dương đã thay đổi ổ khóa khác, đồng thời cấm vợ con tuyệt đối không được bước vào trong thư phòng dù là nửa bước. những ngày tháng tiếp theo cuộc sống gia đình lại trở nên bình thường, ngoại trừ hàng ngày đoàn dương phải cung phụng máu tươi của mình cho quỷ hồn Lý Hận uống tất cả mọi việc đều diễn ra bình thường bắt đầu kể từ ngày đó đoàn dương như có thần tài phù hộ mỗi khi đánh bạc anh ta luôn luôn thắng tiền bạc mỗi ngày chảy về nhà anh ta ngày càng nhiều đương nhiên sau mỗi ngày ôm tiền trở về hàng đêm anh ta vẫn phải lấy máu tươi của mình cung phụng cho con quỷ hồn lý hân thời gian thấm thoát đã được 2 năm đoàn dương khi đó đã trở thành vua cờ bạc tiền tài chảy về nhà của anh ta như nước lũ đến đây thì đoàn dương đưa mắt nhìn chúng tôi mà nói mọi người có biết hiện tại tôi bao nhiêu tiền không cả ba chúng tôi đều tập trung tinh thần nghe anh ta kể chuyện đột nhiên anh ta lại hỏi một câu như vậy cả ba chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau trần hiền ý mở miệng nói trước một triệu đoàn dương lắc đầu sau đó lại quay ra nhìn tôi ý bảo tôi đoán thử tôi ngẫm nghĩ rồi đáp mười triệu Đoàn Dương gật đầu mà nói Trong hai năm nay tôi đã kiếm được hơn 20 triệu Từ một kẻ tay trắng như tôi Chỉ trong vòng hai năm biến thành triệu phú Có lẽ trên thế gian này chỉ có một mình tôi Khó mà có được người thứ hai như vậy Chính xác là như vậy Và thời điểm đó chỉ cần một triệu Cũng đã là đại phú hào Huống hồ lại là 20 triệu nhưng mà đoàn dương không hề tỏ ra tự hào về việc mình trở nên giàu có ngược lại anh ta mỉm cười chua chát có lẽ người ngoài sẽ cho rằng cuộc sống của tôi là mỹ mãn nhưng mà có nhiều tiền thì sao tôi không có gia đình không có vợ con đến bây giờ tôi mới hiểu được tiền bạc chỉ là một con số vô hồn không thể chỉ dựa vào nó mà mang lại vui vẻ hạnh phúc nói đến đây anh ta tỏ ra chán nản điều bộ giống như là một ông già đã nhìn thấu suốt được hồng trần không hề giống như tuổi tác và tính cách của anh ta đến lúc này thì đột nhiên trần hiền ý cất tiếng hỏi Thì vợ con của anh thì sao câu chuyện về sau như thế nào biểu hiện trên khuôn mặt của đoàn dương lập tức trở nên u uất anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ như anh ta đang hồi tưởng lại một ký ức đau buồn trên khuôn mặt lộ đầy vẻ bi thương. Đoàn Dương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta chậm chậm kể tiếp những sự việc xảy ra ngay sau đó. Trong hai năm gần đây, tiền bạc cứ liên tục chảy vào nhà của anh ta. Nhiều lúc anh ta không biết nên dùng số tiền đó để làm gì. Bởi vì theo lời của anh ta nói, anh ta muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Chỉ cần anh ta bước chân vào sới bạc, tiền bạc trong sới tựa như là đã là của anh ta, mua lấy bao nhiêu thì tùy ý. Cuộc sống như vậy cũng rất là nhàm chán, con người ta khi đã có nhiều tiền rồi, sự hưng vấn ban đầu đã không còn nữa. Lúc này anh ta cũng không còn tham dục về tiền tài như lúc trước nữa, ngược lại thứ mà anh ta bây giờ đang cần chính là sức khỏe, là những ngày tháng yên bình, nhưng mà trong hai năm gần đây hàng ngày anh ta vẫn phải dùng máu của mình để cung phụng cho con quỷ hồn lý hân thân hình của anh ta đã gầy như là que củi đoàn dương bắt đầu cảm thấy sợ hãi bởi anh ta biết rằng nếu cứ như vậy tiếp tục sớm muộn gì cũng có ngày tính mạng của anh ta chết trong tay của con quỷ lý hân đó điều này khiến cho anh ta càng ngày càng phải sống trong nỗi sợ hãi có một đêm một mình anh ta ngồi uống rượu trong quán rượu do vì uống say quá anh ta gục luôn bên bàn rượu đêm hôm đó anh ta phải ngủ ở ngoài cửa quán rượu anh ta quên không trở về nhà quên rằng mình phải lấy máu để cung phụng cho con quỷ ngày hôm sau khi mà trời sáng đoàn dương mới ngất ngường lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà khi anh ta vừa vào đến cửa thư phòng, đến lúc đó anh ta mới nhớ, đêm qua mình đã quên không dùng máu để công phụng cho con quỷ hồn. Trong lòng của anh ta vô cùng lo lắng, không biết con quỷ hồn có trách tội mình hay không, thế nên anh ta bước vào trong thư phòng định bụng sẽ xin lỗi con quỷ hồn. Nhưng mà đúng lúc anh ta vừa bước vào đến cửa, anh ta phát hiện ra cửa phòng vốn bị khóa trái lúc này đã mở ra nhìn thấy cảnh tượng này đoàn dương cau mày trong đầu của anh ta ngẫm nghĩ chẳng lẽ vợ mình nhân lúc mình đi vắng đã vào trong thư phòng sao nghĩ đến đây thì đoàn dương bắt đầu tỏ ra sợ hãi tiếp theo anh ta nghe thấy trong phòng có những tiếng động lạ anh ta áp tai vào cửa để nghe ngắm anh ta phát hiện ra âm thanh rất quái lạ nó giống như ai đó đang nhai vò lạc vậy nghe thấy âm thanh này đoàn dương cảm thấy nghi hoặc Chẳng lẽ trong phòng có người đang ăn thứ gì đó Nhưng mà tối hôm qua anh ta đâu có về nhà Làm gì có đồ ăn gì trong phòng cơ chứ Mang theo mối nghi hoặc đoàn dương khe khẽ đẩy cánh cửa thư phòng ra Tiếp theo đập vào mắt của anh ta là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp trong phòng khắp nơi dính đầy máu tươi, dưới đất trên tường chỗ nào cũng dính đầy máu. Con quỷ hồn Lý Hân đang ngồi ở trên nền nhà, Xung quanh nó là những cẳng tay cẳng chân còn dính bê bít máu. Vừa đưa mắt nhìn những mảnh thi thể trên nền nhà thì Đoàn Dương nhận ra ngay, đó chính là vợ của anh ta. Còn con quỷ hồn Lý Hân đang gặm một cánh tay của vợ anh ta, nó đang gặm từng ngón tay rồi nhai rau ráu, đây chính là âm thanh quái lạ vừa rồi anh ta nghe thấy, hóa ra con quỷ hồn này đã xé xác vợ của anh ta để mà ăn sống. Đoàn dương chỉ kịp hét lên một tiếng Thân hình của anh ta đổ gục xuống như cây chuối rồi hôn mê bất tỉnh Đến khi anh ta tỉnh lại Nhìn căn phòng dính đầy máu tươi Và những mảnh thi thể giải rác của vợ mình Anh ta bắt đầu ôm đầu than khóc Vừa khóc anh ta vừa trách móc quỷ hồn Lý Hân Tại sao lại làm như vậy Còn quỷ hồn Lý Hân đáp Chúng ta đã lập ước định ngươi quên rồi sao Ngày hôm qua ngươi không cho ta uống máu Ta đành phải uống máu của vợ ngươi đến lúc này thì đoàn dương cảm thấy vô cùng sợ hãi kinh hoàng và tuyệt vọng anh ta giống như là một kẻ điên không ngừng trời mắng con quỷ lý hân đồng thời đuổi quỷ hồn lý hân ra khỏi nhà nhưng mà đuổi một con quỷ chẳng lẽ lại dễ dàng đến vậy hay sao cuối cùng thì đoàn dương chỉ còn biết quỳ xuống không ngừng khấu đầu không ngừng cầu xin con quỷ hồn lý hân tha mạng cho anh ta tha mạng cho người nhà của anh ta nhưng mà đây chính là như câu nói thỉnh thần thì dễ mà đuổi thần thì khó Bất luận là đoàn dương cầu xin thế nào Cho dù là khóc lóc van cầu Đối phương vẫn không hề động tâm Con quỷ hồn lạnh lùng nói với đoàn dương Tuyệt đối không được quên đi lời ước định Nếu không anh ta sẽ phải ân hận Bởi vì anh ta vẫn còn một đứa con trai Nghe đến những lời đe dọa này Thì đoàn dương vô cùng sợ hãi Đúng vậy, hiện tại Đoàn Dương chỉ còn lại duy nhất một đứa con, cho dù bản thân có chết trong tay của con quỷ đó, nó cũng là xứng đáng, anh ta không hề cảm thấy hối hận. Nhưng mà đứa con trai của anh ta là vô tội, anh ta không thể để cho con mình xảy ra chuyện. Nghĩ đến cảnh con quỷ hồn này sẽ ăn thịt con trai của mình, anh ta cảm thấy toàn thân giống như là vừa rơi xuống hố bằng vậy không bao lâu sau thì trời đã sáng mặt trời cũng đã lên đoàn dương mang nước vào lau rửa căn phòng đồng thời thu nhặt những mảnh thi thể còn sót lại của vợ mình đem đi chôn cất xong xuôi mọi việc đoàn dương ngồi thẫn thờ một mình như người bị xi si ngốc khi đứa con trai của anh ta ngủ dậy nó đi tìm kiếm khắp căn phòng và hỏi mẹ đâu đoàn dương không nén nổi ôm mặt khóc anh ta rất hối hận hối hận vì ngày trước đã đi thỉnh con quỷ hồn này về nhà hối hận mình đã quá tham cầu tiền tài cuối cùng tự rước họa vào nhà hối hận mình đã làm những việc ngu xuẩn sau cùng thì muốn bảo vệ đứa con trai của mình không muốn để cho nó gặp phải thảm cảnh giống như mẹ của nó lại bị quỷ ăn thịt đoàn dương đã đưa ra một quyết định anh ta sẽ tống khứ con quỷ hồn này đi không để cho nó tiếp tục làm hại những người trong nhà nữa buổi chiều ngày hôm đó thì đoàn dương gói ghém toàn bộ xương cốt của lý hân lại sau đó mang ra khỏi nhà anh ta mang tới cho một ngôi miếu hoang rồi ném toàn bộ bộ xương cốt của lý hân vào trong quan tài sau khi đã lấp đất lại anh ta lật đật quay trở về nhà Đoàn Dương hy vọng mọi việc từ nay sẽ chấm dứt. Sau khi đem xương cốt của Lý Hân vứt trả lại vào trong quan tài, đoàn Dương cứ cho rằng tất cả mọi việc đều đã được hóa giải. Anh ta nghĩ rằng con quỷ hồn đó sẽ không còn tìm tới gia đình của anh ta gây phiền phức nữa. Nhưng mà anh ta đã quá ngây thơ. Trên thế gian đâu có việc gì mà dễ như vậy. Bạn nghĩ rằng bạn muốn lúc nào thì có lúc đó. Nếu không muốn thì tống cổ nó đi dễ dàng như vậy hay sao? Từ hôm đấy sau khi trở về nhà mọi việc vẫn coi như bình thường. Sau khi đem đứa con trai đi ăn cơm thì đoàn dương ôm đứa con trai của mình đi ngủ sớm. Đứa bé nằm trên giường còn đoàn dương thì không sao ngủ nổi. Nghĩ đến cái chết thi thảm của vợ, một phần do anh ta rất lo lắng và sợ hãi, chỉ sợ rằng con quỷ hồn đó sẽ quay trở lại. Nói tóm lại trong lòng vừa lo lắng vừa bi ai. Đoàn dương đã trải qua một đêm dài lê thê. Cũng có thể là do mệt, cũng có thể là do quá bi thương. Không biết anh ta tiếp đi lúc nào nữa. Trong giấc ngủ anh ta gặp phải một cơn ác mộng. Trong giấc mộng anh ta trông thấy con quỷ hồn lúc trước đã mang đi treo ra khỏi quan tài. Sau đó nó quay trở lại nhà của anh ta. Nó còn xông vào phòng ngủ của anh ta nữa trên tay của nó đang giữ đứa con trai của anh ta nó còn nhìn anh ta là một nụ cười nanh ác đoàn dương bị cơn ác mộng làm cho kinh sợ giật mình tỉnh lại toàn thân của anh ta ướt đẫm mồ hôi anh ta phát hiện ra đó chỉ là một cơn ác mộng bất giác anh ta thở dài nhẹ nhõm đoàn dương vội vàng bật điện lên tiếp theo anh ta nhìn sang bên cạnh nhất thời anh ta giật mình hoảng hốt bởi vì đứa con trai đang nằm bên cạnh của anh ta không còn thấy đầu nữa rõ ràng con trai của anh ta đang ngủ cùng với anh ta tại sao lại không thấy đâu nữa đoàn dương vội vàng tung chân vùng dậy anh ta đi khắp nhà để tìm đứa con nhưng cơ bản là không thấy nó đâu cả đến lúc này thì anh ta đã sợ đến mức tim sắp bắn ra đến tận cổ họng bởi vì anh ta nhớ lại cảnh tượng trong cơn ác mộng trong giấc mộng anh ta đã thấy con quỷ hồn kia quay trở lại Nó còn vào trong phòng bắt đứa con của mình đi Chẳng lẽ đó chính là sự thật Nghĩ đến đây anh ta sợ đến hồn phi phách tán Anh ta vội quay người chạy về phía thư phòng Đúng lúc anh ta vừa bước chân tới cửa thư phòng Thì anh ta sợ đến mức suýt nữa thì ngất đi Bởi vì anh ta nghe thấy từ trong thư phòng truyền ra những âm thanh lạo xạo Đoàn Dương làm sao không nhận ra âm thanh này, đây chẳng phải là giống như âm thanh con quỷ hồn đang gặm các ngón tay của vợ anh sao? Chẳng lẽ con trai của anh ta đã bị con quỷ hồn kia ăn thịt? Trong đầu của Đoàn Dương xuất hiện một ý niệm, anh ta giống như người vừa bị rơi xuống một hố băng, toàn thân đông cứng, một ý nghĩ sợ hãi dâng lên trong đầu của anh ta, toàn thân của anh ta không ngừng run rẩy. Anh ta sợ không dám nghĩ tiếp nữa anh ta sợ rằng khi mở cửa phòng ra, anh ta sắp phải nhìn tiếp một cảnh tượng vô cùng kinh khiếp. Những tiếng rào rào đã không ngừng vang lên, những âm thanh đó như là những mũi dao nhọn đâm thẳng vật thần kinh của anh ta vậy. Một tay của anh ta đặt lên nắm cửa, bất luận như thế nào anh ta cũng phải mở ra xem, bởi vì cuối cùng rồi cũng phải đối diện với sự thật. Mang theo một tâm trạng kinh hoàng anh ta từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Chỉ trong khoảnh khắc đoàn dương giống như người phát điên, anh ta hét lên một tiếng sau đó quỷ sụp xuống. Một hồi khóc một hồi cười, anh ta giống như là một người đã phát điên. Cũng có thể anh ta đã điên thật, bởi vì trong thư phòng đứa con trai duy nhất của anh ta đã chết thảm. Con quỷ hồn kia đã quay trở lại, nó đang gặm một cánh tay của đứa con anh ta. Thịt trẻ con non và mềm, trên khuôn mặt con quỷ hồn kia lộ vẻ rất hưởng thụ. Nhìn thấy cảnh tượng con trai thấp bị quỷ ăn thịt Lẽ nào đoàn dương không phát điên Sau giây phút bi thương là phẫn nộ Anh ta lao tới định liều mạng với con quỷ hồn Nhưng mà người bình thường đâu phải là đối thủ của ác quỷ Anh ta bị con quỷ hồn đó bóp cổ suýt nữa thì phải bỏ mạng Nếu không phải con quỷ hồn kia hàng ngày còn phải uống máu của anh ta Không chừng con quỷ hồn đó đã bóp chết anh ta rồi con quỷ hồn đó nói với đoàn dương: ta đã nói nếu có lần sau ta nhất định sẽ khiến cho người phải hối hận nhưng người không tin tất cả đều do người tạo ra không thể oán trách ta được. con quỷ hồn quăng anh ta vào trong phòng mặc cho anh ta vừa khóc lóc vừa chửi bới hay là quỳ xuống van cầu con quỷ hồn vẫn không thèm để ý trước khi bỏ đi thì con quỷ hồn đó còn ném lại một câu Bắt đầu từ hôm nay trước giờ tí ngươi phải mang máu tới chỗ của ngôi mộ Nếu không sau cái chết của vợ con ngươi sẽ đến lượt ngươi Sau khi quăng lại một câu uy hiếp Con quỷ hồn quay người biến mất Nó bỏ lại anh ta đang ôm đầu ngồi khóc thảm thiết Vợ con đều bị con quỷ hồn này hãm hại mất Vốn dĩ đoàn dương cũng muốn chết cho xong Ngay cả thuốc độc anh ta cũng đã mua nhưng mà con người khi đối diện với giây phút tử vong có mấy người đủ dũng khí để tự kết liễu bản thân mình cuối cùng thì nỗi sợ hãi đã lấn át đau khổ anh ta không thể nào tự kết liễu tính mạng của mình được bắt đầu từ ngày hôm sau hàng ngày đoàn dương đã phải đến chỗ ngôi mộ để dùng máu của mình cung phụng cho con quỷ hồn lý hân lại một năm nữa trôi qua cho đến tận bây giờ trong suốt khoảng thời gian một năm đó Anh ta luôn sống trong đau khổ và sợ hãi Anh ta đã sợ mình khó tránh được kết cục thảm giống như vợ con của anh ta Bi thương vì vợ của anh ta chết thảm ngay trước mắt của mình Đêm nào anh ta cũng gặp phải ác mộng Đương nhiên anh ta cũng vô cùng căm hận Hận bản thân của mình đã chọn cho mình một con đường tuyệt độ Không những hại bản thân còn hại chết cả gia đình nghe câu chuyện này trong lòng của tôi đan sen cảm xúc vô cùng phức tạp không biết nên đồng tình hay thương hại cho anh ta đây hay là nên mắng chửi anh ta nữa đúng vậy anh ta rất đáng thương bị quỳ hồn hàng ngày uống máu có thể nói sống không bằng chết nhưng mà tất cả những việc này biết oán trách ai đây nếu không phải vì anh ta quá tham điểm sự việc có đến mức như vậy hay không có thể nói tất cả là do tự làm tự chịu không thể oán trách ai được cứ không đáng được người ta đồng tình thương xót đoàn dương chán nản thở dài nói hiện tại hàng ngày tôi đều phải dùng máu của mình để cung phụng cho con quỷ hồn kia uống thân hình của tôi gầy đến mức không ra hình thù của con người nữa tôi biết tất cả những việc này đều do tôi tự làm tự chịu tất cả bởi vì tôi ham mê cờ bạc đều là do lòng tham đã che mở đi lý trí tôi thực sự là đáng chết nhưng mà tôi không muốn chết, tôi sống vẫn còn chưa đủ, tôi rất sợ phải chết." Nói đến đây, thân hình Đoàn Dương bắt đầu run rẩy, không biết là anh ta thực sự sợ hãi hay là vì anh ta đã kích động. Một tay anh ta túm lấy cánh tay của tôi rồi run rẩy nói, "Đại sư, xin đại sư hãy cứu lấy tôi, đại sư nhất định phải cứu lấy tôi, tôi không muốn bị con quỷ hồn kia hút hết máu." Tôi không muốn nó gặm xương cốt của tôi, cầu xin ba vị đại sư từ bi cứu giúp. Nói đến đây thì đoàn dương vội vàng quỳ thụp xuống đất, điều bộ trông vô cùng đáng thương. Đúng vậy, nhưng mà ngoài đáng thương ra anh ta cũng rất đáng hận. Có điều nói gì thì nói, tuy rằng đoàn dương đã bị che mở đi lý trí, nhưng mà anh ta không phải là người xấu. Chỉ là ban đầu anh ta đã bị tiền tài làm cho che mở đôi mắt, cho nên mới đi vào con đường không có lối thoát như vậy nhưng mà anh ta cũng không hề làm việc thương thiên bại lý đây đúng là ông trời đều có đức hiếu sinh hiện tại đối phương cầu xin chúng tôi cứu giúp hơn nữa anh ta cũng đã rất hối hận nếu bảo chúng tôi bỏ mặc không quản chúng tôi không thể làm như vậy tôi đưa mắt nhìn trần hiền ý và thăng đại sư phát hiện ra hai người bọn họ cũng đang nhìn tôi chờ đợi hiển nhiên hai người bọn họ đang chờ ý kiến của tôi có vẻ như bọn họ đang ngầm hỏi liệu có xử lý được con ác quỷ này hay không thấy tình cảnh như vậy tôi thở dài một hơi rồi nói với đảo dương hãy đứng dậy đi việc này tôi sẽ cố gắng hết sức đúng vậy tôi đã nhận lời với anh ta không chỉ vì cứu anh ta mà điều quan trọng nhất là hiện tại đã xuất hiện một con quỷ tàn độc đến như vậy bản thân của tôi là một âm dương sư không thể không thay trở hành đạo được nếu không con ác quỷ này sẽ hại chết thêm nhiều người nữa. Một mình đoàn dương đã đáng thương như vậy, không chỉ hại bản thân mà còn hại đến cả gia đình. Tôi không muốn cho sự việc này tái hiện thêm một lần nữa. Tuy rằng đoàn dương đã tự làm tự chịu nhưng mà tôi rất đồng tình với anh ta. Bởi vì anh ta cũng là một con người, mà đã là con người thì đều có tham dục. Ai chẳng có lúc bị tiền tài che mở đi lý trí Sở dĩ những người khác không bị lợi ích che mở đi lý trí cũng có thể là do bạn chưa đặt chân vào hoàn cảnh của đoàn dương cho nên chưa bị tiền tài cám dỗ mà thôi. Con người dù sao cũng là phạm nhân không ai có thể thoát được một chữ tham dục. Từ cổ tích kim những người bị tiền tài che mắt mà bước tới tuyệt lộ chắc chắn không chỉ có một mình đoàn dương nếu như ai cũng đều không bị tiền tài chiếm mở đi lý trí, vậy thì trong xã hội chúng ta không có tình trạng tham quan đông đúc như vậy. Đoàn Dương cũng chỉ là một con người bình thường, tuy rằng anh ta rất đáng hận, nhưng anh ta cũng rất đáng thương. Hơn nữa, Trần Hiền Ý và Thang Đại Sư cũng không phải vì tiền mà nhận giúp Đoàn Dương xử lý việc này. Đoàn dương nghe thấy tôi đồng ý cứu giúp anh ta, nhất thời anh ta vội dập đầu xuống đất cảm ơn đại ân đại đức của chúng tôi. Tôi nói với đoàn dương, muốn tôi giúp anh cũng được nhưng mà tôi có một điều kiện. Đại sư cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Đoàn dương vội vàng đáp. Tôi gật đầu rồi hỏi với anh ta, hãy nói thật đi hiện tại anh có bao nhiêu tiền, Tôi vừa cất tiếng hỏi xong, bên cạnh tôi Trần Hiền Ý và Thang Đại Sư vội vàng quay đầu lại nhìn tôi. Hiển nhiên họ biết rằng tôi đang thảo luận về tiền công. Cho nên cả hai người bọn họ có chức khẩn trương, cả hai đều hy vọng vào tôi. Đoàn Dương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Khoảng hai năm trước tôi có hơn 20 triệu, có điều hai năm gần đây tôi không đi đánh bạc. Sau khi vợ con tôi chết tôi cũng không muốn ở lại ngôi nhà cũ, thế nên tôi đã mua khu biệt thự này, tính ra tôi còn khoảng hơn 10 triệu tệ. Tôi muốn 9 triệu tiền công. Tôi thẳng thừng nói. Nghe tôi nói như vậy, cả ba người bọn họ đều ngây người, đặc biệt là Trần Hiền Ý và Thăng Đại Sư. Có thể nói là hai người bọn họ đang bị chấn kinh. Đúng vậy, cả hai người bọn họ đều không thể ngờ được rằng tôi lại đưa ra một con số khủng khiếp đến như vậy. 9 triệu tệ trong xã hội hiện nay, 9 triệu đồng có thể nói là một con số thiên văn. Trần Hiền Ý nghe thấy con số này suýt nữa anh ta ngã lăn quay ra đất. Miệng của anh ta há hốc đến mức có thể đút được cả một quả trứng vịt vào trong miệng. Lúc trước trên đường tới đây, anh ta đã nói với tôi ít nhất cũng phải lấy 6 vạn tệ. Hiển nhiên anh ta không ngờ tôi lại đưa ra một con số lớn đến như vậy. Thằng đại sư cũng kinh ngạc không kém. Anh ta có vẻ không tin cho nên đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại quay sang nhìn Trần Hiền Ý. Có vẻ như anh ta muốn hỏi trong vài sứ đệ của cậu không đam mê cờ bạc hay sao sao lại đưa ra con số kinh người đến vậy tôi cũng không thèm quan tâm đến biểu hiện kinh ngạc của hai người mà tôi quay đầu nhìn về phía của đoàn dương chờ đợi anh ta trả lời chỉ thấy đoàn dương tỏ ra kinh ngạc hiển nhiên anh ta không ngờ được rằng tôi lại đưa ra một con số lớn đến như vậy nhưng có lẽ nghĩ đến tính mạng của mình cần được cấp giúp cho nên anh ta đã kịp thời bình tĩnh lại Sau đó anh ta gật đầu mà đáp Được tôi chỉ cần đại sư câu lấy tính mạng của tôi Đừng nói là 9 triệu cho dù toàn bộ tài sản tôi cũng không từ chối Một lần nữa Trần Hiền Ý và Thăng Đại Sư đều cảm thấy chấn kinh Họ không ngờ rằng đoàn dương lại đồng ý dễ dàng như vậy Hai người bắt đầu tỏ ra kích động Thế điều bộ thích tiền sáng mắt của hai người, người bất xác tôi bật cười trong đầu tôi thầm nghĩ Xem ra hai người này cũng giống như đoàn dương Không thể thoát khỏi sự mê hoặc của tiền tài Tôi nín thở rồi nói Đoàn tiên sinh kỳ thật là 9 triệu tệ này không phải là tôi cần Tôi muốn lấy đi 9 phần 10 gia sản của đoàn tiên sinh đem đi làm từ thiện Thực sự là như vậy tiền đối với tôi không quan trọng Bởi vì vốn dĩ không phải là của tôi nếu như tôi lợi dụng tình trạng khó khăn của đoàn dương để lấy một khoản tiền lớn cho tôi, đó chẳng phải là hành vi chấn lột. Vậy thì tôi và đoàn dương có gì khác nhau? Bắt đầu đoàn dương coi con quỷ hồn kia là cái cây dung ra tiền. Còn tôi lấy đi của đoàn dương 9 phần 10 gia sản của ông ta. Hành vi này chẳng phải đáng hận hơn cả đoàn dương ngày trước. Trần Hiền Ý và thằng đại sư không ngờ tuyệt lệ nói ra những lời như vậy. Cả hai đều kinh ngạc đến nỗi, đôi mắt sắp lồi cả ra ngoài. Sau đó hai người đều thở dài như có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng họ cũng đã bình tĩnh lại. Có lẽ họ đã hiểu ra dụng ý của tôi Đại sư muốn đem 9 triệu để làm tư thiện Đoàn dương ngạc nhiên hỏi tôi Có vẻ như anh ta không dám tin Đúng vậy Chẳng lẽ đoàn tiên sinh có ý nguyện gì chăng Không không Tôi nguyện ý Chỉ không ngờ rằng đại sư lại coi tiền nhẹ như vậy Tôi thực sự rất kính phục Đoàn dương vội vàng lắc đầu Anh ta không quên khen định một câu Thấy đoàn dương đã nguyện ý lấy 9 phần 10 gia sản đi làm từ thiện Thì cũng cảm thấy rất được an ủi Tôi nói Tôi đáp ứng sẽ cứu anh Đó là vì nghĩ anh vẫn chưa phải là một con người xấu Chỉ là bị tiền tài che mở đôi mắt Tất cả mọi việc đều khởi nguồn từ tham tâm Nếu không phải vì số tiền tài này Thì làm sao anh có thể đi đến chỗ tuyệt lộ như vậy Chỗ gia sản này vốn không thuộc về anh Đây chính là dùng tài để trừ tai không bằng đem hết tài sản đi hành thiện tích đức đổi lấy một cuộc sống bình yên về sau đoàn dương nghe xong thì gật đầu nói đại sư nói rất phải ngày trước tôi đắm chìm vào trong cờ bạc cho nên mới dần dần bước chân vào tuyệt lộ đến nay hối hận cũng đã muộn tiền tài chỉ là vật ngoài thân tôi thà rằng sống nghèo khổ nhưng không muốn vợ con ly tán đại sư yên tâm đại sư nói thế nào tôi sẽ làm đúng theo như vậy Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.